Cindy Nguyễn, cô gái 9X người Mỹ gốc Việt, ngay từ nhỏ đã mắc chứng bệnh lạ. Đôi mắt của cô thường xuyên bị cợm, sốn cả hai bên, gây đau nhức dữ dội. Các bác sĩ tại Mỹ chẩn đoán Cindy mắc chứng quặm mi Androbian mức độ nặng, chỉ định phải phẫu thuật. Tuy nhiên, cứ mỗi vài tháng đến một năm thì bệnh lại tái phát, mắt cô gái luôn viêm đỏ và thị lực giảm dần. Sau 9 lần phẫu thuật, mắt trái của Cindy mờ dần và hiện không còn nhìn thấy ánh sáng. Cánh cửa tương lai của cô gái tuổi đôi mươi gần như khép lại. Không đầu hàng số phận, Cindy tìm hiểu thông tin và quyết định về quê nhà Việt Nam điều trị. Ngày 20 tháng 5, Cindy đã tìm đến bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc trong tình trạng mắt trái không còn nhìn thấy ánh sáng, còn mắt phải thị lực bị giảm sút nghiêm trọng ở mức 8 trên 10. Đây là một trường hợp khá đặc biệt, gọi là tiếng Anh người ta gọi là Androbian, tức là tiếng Việt dịch là quặm mi, tức là lông mi nó mọc, nó đâm vào trong giác mạc, nó làm tổn thương giác mạc. Thì trường hợp này đã mổ 9 lần tại Mỹ, và hiện tại thì mắt bên trái mù hoàn toàn, mắt phải là còn thì được còn tốt. Trên trường hợp này chúng tôi phải phẫu thuật lại lần thứ 10, tức là chúng tôi phải cắt đường này và đốt toàn bộ bằng laser để cái nang lông mi ở dưới chết, lật cơ nang mi xuống và giờ toàn bộ cái túi mỡ xuống để sáng lật ra. Đặc biệt phẫu thuật thứ tư là cái gốc của cái epicondylitis gốc này, để hoạt là chúng tôi phải cắt lật ra. Nếu chúng ta không lật cái gốc này ra thì cứ quặn như vậy. Một thách thức đặt ra cho các bác sĩ JW là làm sao vừa giải quyết triệt để vấn đề quặm mi, vừa giữ được nét thẩm mỹ cho đôi mắt. Tổng hợp ca phẫu thuật này phải sử dụng kết hợp 4 kỹ thuật bao gồm bóc tách sát cơ và sụn mi, đốt laser triệt toàn bộ nang lông mi, hạ và di dời túi mỡ vào hốc mí mắt dưới với mục đích là dời một phần bờ mi xa bờ giác mạc, cắt toàn bộ rễ quạt để bẻ thẳng cơ bờ mi dưới. Sau 2 ngày phẫu thuật, điều kỳ diệu đã đến. Bệnh nhân không còn sốn mắt, vòng mi dưới được chỉnh hình ra ngoài như người bình thường, không còn quặm vào trong. Điều này đồng nghĩa ở ca phẫu thuật thứ 10 tại Việt Nam, Cindy Nguyễn đã được cứu chữa. Nguy cơ mù hai mắt không còn, cô có thể nhìn thấy ánh sáng và mang tính thẩm mỹ hơn. Sao? Cảm giác của em bây giờ thế nào? Thoải mái. Hy vọng này nó không mọc ngược lại. Chắc chắn là hy vọng lần này là last one nha. Last one. I don't want to spend more money. Yeah. Bây giờ cái feeling cảm giác được bao nhiêu phần trăm rồi? 100. 100 hả? Mẹ nói chuyện với em chưa? Mẹ nói giải phẫu đẹp, tưởng đưa miếng mắt lên nhưng mà tại nhìn giống á. Thành tựu trong y khoa thẩm mỹ nước nhà này đã được báo chí ghi nhận và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng. Đây là tin vui đáng mừng trước thực trạng thẩm mỹ kém chất lượng đang gây hoang mang đối với các tín đồ thẩm mỹ. Lời khuyên dành cho tất cả mọi người không bao giờ thừa, đó là lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ uy tín để hoàn thiện ước mơ làm đẹp, an toàn, thậm chí cứu chữa cho tình trạng bệnh lý của mình.